7 ngày với những trải nghiệm đặc biệt thú vị và bổ ích. Được hòa mình vào những giờ sinh hoạt nhóm, thỏa sức sáng tạo và phát huy tối đa năng lực của bản thân cùng hàng nghìn bạn trẻ đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Khỏe khoắn và năng động với những hoạt động ngoài trời vô cùng hấp dẫn và đa dạng. Cơ hội để trau dồi cho bản thân những kỹ năng sống và tiếp thêm động lực từ chia sẻ của khách mời đặc biệt. Trưởng thành hơn qua nếp sống tự lập và sinh hoạt cá nhân tại chốn thiền môn trang nghiêm nề nếp. Tìm đến sự an yên trong tâm, biết cách cân bằng cuộc sống bằng phương pháp thiền trong nhà Phật. Thức tỉnh tâm hiếu cho mỗi người, hiểu về nhân quả trong nhà Phật để biết cách ứng xử trong cuộc sống, học cách sống thiện và sống có lý tưởng cao đẹp. Tích lũy phước báu, hành trang nhất định phải có để thành công trong cuộc đời. Cơ hội để trải nghiệm những điều đặc biệt chỉ có tại khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2022, nơi tuổi trẻ được ươm mầm thiện tâm để trở thành những công dân có ích. Khóa tu sẽ được chia thành 4 khóa với từng nhóm độ tuổi khác nhau. Khóa 1 dành cho các bạn khóa sinh năm 2010 đến 2012, diễn ra trong thời gian từ 11 tháng 6 đến 19 tháng 6 năm 2022. Khóa 2 dành cho các bạn khóa sinh năm 2006 đến 2009, diễn ra trong thời gian từ mùng 2 tháng 7 đến mùng 10 tháng 7 năm 2022. Khóa 3 dành cho các bạn khóa sinh năm 1992 đến 2005, diễn ra trong khoảng thời gian từ 15 tháng 7 đến 23 tháng 7 năm 2022. Khóa 4 dành cho các bạn khóa sinh năm 2013 đến 2016, diễn ra trong thời gian từ 27 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 2022. Chương trình sẽ được phát trên các nền tảng truyền thông của Chùa Ba Vàng như website chuabavang.com, thầythíchchúctháiminh.com, YouTube Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Facebook Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng. Hãy đến với khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng 2022, nơi viết lên những trường thanh xuân rực rỡ của tuổi trẻ.